Này là đông thì phong cách khác nữa, gọi là đông thì phong cách xếp hàng. Hàng dài lắm á nha. Đó. Quá trời luôn. Chỉ để ăn đúng cái món này thôi, đơn giản vậy thôi. Món mì với là tôm, trứng. Hàng dài lắm kìa. Phong cách của người Mã và người Xin cũng giống nhau. Ở đây hai đứa định ăn cái món này nè. Ăn quen bên đường nè. Có cái này nè. Năm cái 4 đồng. Đang làm cho hai đứa. Rồi làm sao? Sao một giờ nhanh thế vậy? Không có nấu gì hết. Ăn gì nữa không? Món này ngộ quá hả? Đợi tí review cho anh em xem nha. Rồi. Nó không có thịt nhân, ở trong nó là toàn là cái gì á? Này có nước mắm nè, trên hẹ nè, ở trong là cái gì sao ý? Hả? Không biết hả? Ăn thử mới nè. Gỏi hả? Nước gỏi. Nước giống như ở trong là gỏi hay gì vậy? Nước chảy à? Được. Hai đứa đang ăn thức ăn đường phố của Bên Đăng, một cái thành phố nằm ở hướng Tây của Malay. Nào mà rẻ lắm, 5-4 đồng vậy. Ngon. Một cái nữa hả? À. 5 cái 4 đồng. Nó 20.000 á. Vô tìm món khác ăn nữa không? Trời đang mưa lất cát nên quay hơi khó. Món gì nữa hả? Món này hả? Dạ con. Giờ kiếm món mì cái gì ăn cho đỡ đói bụng. Ăn cái thịt gà nướng à. Cái món người ta đang làm kìa mà phải đứng xếp hàng chờ nha. Ở đây người Malay xếp hàng tốt lắm. Đứng dưới mưa gì chờ luôn á. Cái món kia là hình như mì xào gì á. 7 ringgit một cái, đang cầm 50 đồng à. Nửa tiếng mới được luôn nè. Đơn giản như này thôi á. Rồi bỏ mấy con tôm vô. Rồi cái đỏ đỏ là ớt. Còn kia là cái nước tương. Cái tỏi. Giá. Còn kia là giống như mì, mì trắng vậy. Hết 10 đồng á. 10 ringgit là 50 ngàn của mình. Chấp hàng nửa tiếng mới được luôn. Ớt, đã, xíu. Rồi xong. Chờ xíu lại ha, làm chừng 2 phút có liền. Rồi xong á, nhiêu đây thôi á. Bả này cái dĩa dĩa giấy. Ở dưới cái tá lá chuối. Nhìn cũng ngon á, vừa vô thử thôi nha. Buổi tối hai đứa ăn như mì như là cái này. Ngon. Nước sốt nó ok á. Đúng không? Rồi, chén nha. Cái này 5 ringgit. 5 ringgit là nhiêu? Tôm 20 là 25 ngàn. Cái này nè, kem đủ thứ luôn. Ở trên nó kem, ở dưới đá, xung quanh là thạch. Thạch dừa là gì quá trời luôn.
sao ngon không? Đúng không? Rồi buổi tối như này đủ rồi nè.